Mình cận trên 10 năm rồi. Loạn thì mình phát hiện tầm khoảng 4-5 năm gần đây. Có bất tiện khi mà mình đi làm về trễ, buổi tối khoảng 7-8 giờ tối thì mình trời mưa, mình đeo kính bị nước mưa nó sẽ không thấy đường để chạy. Bất tiện cái vấn đề mà mình đeo kính. Mình phát hiện lão thì nó tầm khoảng 4-5 năm thì nó vừa lão vừa cận nữa. Mình quyết định phẫu thuật. Xin chào các bạn, mình tên là Lê Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1982. Nghề nghiệp hiện tại của mình là làm kế toán. Mình cận trên 10 năm rồi. Loạn thì mình phát hiện tầm khoảng 4-5 năm gần đây. Độ cận của mình là một bên thì 3 độ rưỡi, một bên thì 4 độ. Loạn thì 0.75. Có bất tiện khi mà mình đi làm về trễ, buổi tối khoảng 7-8 giờ tối trời mưa, mình đeo kính bị nước mưa nó sẽ không thấy đường để chạy. Thì có một kỷ niệm cũng hơi vui là tối mình ngủ mình đọc sách xem tivi xong rồi để kính trên đầu nằm, thì tới sáng ngủ dậy thì cái kính bị gãy thì mình sẽ không có đi làm được. Bất tiện cái vấn đề mà mình đeo kính. Mình phát hiện lão thì nó tầm khoảng 4-5 năm thì nó vừa lão vừa cận nữa. Khi mình quyết định phẫu thuật ở bệnh viện mắt Sài Gòn Cần Thơ, mình rất yên tâm vì có nhiều đồng nghiệp với bạn bè mình đã phẫu thuật ở bệnh viện. Mấy bạn cũng tư vấn nhiệt tình để mình có động lực để mình đi phẫu thuật. Khi mình bước vào phòng mổ thì tâm trạng của mình nói chung là cũng không có hồi hộp và lo lắng, vì trước khi mổ thì có cái đội ngũ của bệnh viện đã nhiệt tình hỗ trợ tư vấn để cho mình yên tâm khi mà vô phòng mổ. Còn khi lên phòng mổ thì có bác kết sẽ hỗ trợ mình trong cái lúc mổ, là bác rất vui vẻ nhiệt tình để tạo cái không khí cho mình không có bị hồi hộp lo lắng. Sau cái phẫu thuật á, thì lúc mình còn thuốc tê á, thì nó sẽ không có bị đau. Khi mà hết thuốc tê thì nó chỉ có hơi bị sốn thôi. Nó bị sốn và bị hơi chảy nước mắt chút xíu. Và nó sau một đêm thì qua sáng hôm sau là mắt mình lại hoạt động bình thường, không có bị ảnh hưởng khi mà sau ca phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật á, cái điều cho mình vui nhất á, là khi mà mình đi sự kiện hay dự tiệc gì đó, trong khi make up á, sẽ thoải mái, không có bị vướng bận. Khi mà mình còn bị cận, mình đeo kính á, nó sẽ không thoải mái. Sau cái thời gian phẫu thuật tại bệnh viện mắt Sài Gòn Cần Thơ với phương pháp Red by Mắt á, thì nó đem lại cái niềm vui trong cuộc sống cho mình, rất là thoải mái. Các anh chị có thể đến thăm khám và điều trị tại bệnh viện mắt Sài Gòn Cần Thơ.